Bánh mì bơ hay còn gọi là bánh mì ngọt, bánh mì nhân mứt và nhân phô mai rất là thơm và ngon, lại mềm nữa, để được rất là lâu mà vẫn không sợ bị cứng. Cái mùa này là mùa các em nhỏ phải học ở nhà, học online, bởi vì còn dịch Covid á, thì chị em mình lúc nào cũng có một số bánh để dành cho các em, để giải lao, để mà các em có một ít bánh để ăn. Bánh này thì mình có thể dùng buổi sáng để ăn điểm tâm, hoặc là dùng buổi trưa cho break time cho các em cũng được nữa. Bánh này đẹp, rất là bắt mắt cho các em nhỏ, bánh là dễ làm. Kỳ này đi đặc biệt dành tặng cho các chị em nào mà mình không có máy nhồi bột á, thì mình cũng có thể tự làm, rất là dễ, ai cũng có thể làm được. Là một số bánh để dành sẵn trong nhà, để dành cho con em mình, và luôn cả người lớn nữa, mình có thể dùng một buổi sáng một cái bánh này với một ly cà phê thì rất là ngon luôn. Rồi bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đi vào bếp nhé. Nguyên liệu trước tiên thì mình sẽ cần là bột mì. Bột mì đa dụng hay còn gọi là bột mì số 13. Chị em mình cũng có thể sử dụng bột mì số 10 hoặc là số 11 cũng được luôn. Trứng gà thì mình cần 2 quả. Thì để đây 3 trứng, nhưng mà một hồi mình chừa lại một trứng để mình đánh cái phần mà quét lên mặt bánh á. Còn ở đây là một gói men nở 11g. Cái phần men này thì là mình cần phải kích quạt, cho nên một hồi mình sẽ kích quạt trước khi mình pha bột. Sữa là 600ml, còn ở chén này là 20g sữa bột và 100g đường. Và ở đây là 40g bơ lạc, bơ không có muối, mình để ở ngoài cho mềm. Mình để mềm thôi chứ mình không cần phải để cho nó chảy nha các bạn. Chảy thì nó sẽ làm cho bột mình bị lỏng. Đây là 3 thìa canh nước ấm, một hồi mình sẽ làm cho tan cái phần men nở. Bây giờ My sẽ thực hiện cái phần kích hoạt men trước. My cho vào đây là một thìa canh đường, rồi mình quậy tan lên. Bởi vì men nở này thì mình cần phải làm kích hoạt nó trong cái phần nước ấm một chút xíu và có đường. Như vậy thì nó nở rất là đều và rất là mau. Như vậy nè, rồi cho hết cái gói này, trọng lượng của nó là 11g. Mình chú ý là nước hơi ấm thôi. Như vậy nè, sau khoảng chưa được 5 phút là nó nở như vậy. Nếu mà các bạn thấy nó không có nở lên như bọt hoặc cái thịt cua đó, gạch cua như vậy thì mình nên bỏ đi nha. Nếu mà nó không nở thì cái bánh mì mình làm nó không được đâu, nó sẽ bị chai. Đi cho hết cái phần men này đã nở lên rồi đó, đi cho vào 600ml sữa tươi. Sữa tươi này là sữa không đường. Ở đây thì toàn bộ sữa tươi là sữa không đường, nhưng đi nhớ là ở Việt Nam mình có một vài loại sữa tươi có đường. Bây giờ đi cho hết cái phần bột, đường và sữa bột vào đây luôn. Mình bắt đầu trộn bột đều vào với nhau trước khi mình cho cái phần sữa có men vào ha. Cho vào 100g đường, 25g sữa bột, 1/3 thìa muối và 2 quả trứng gà. Mình cho vào hớp cái tô mà có 600g bột mì đa dụng á, mình đánh cho tan đều đều lên rồi mình mới cho cái phần mà cái ly sữa có men vào. Rồi mình cũng dùng cái vá này nè, đi cho vào như vậy, rồi mình dùng cái vá mình trộn đều lên, rồi mới cho ra bàn để mình nhồi. Mình cho vào đây một ít dầu trước để cho bột không có dính vô cái miếng trải này. Rồi khoảng 1 hoặc là 2 muỗng canh bột khô, cũng là bột mì đa dụng, mình không cần bột khô nhiều lắm đâu. Bởi vì mình cho bột khô nhiều quá đó thì cái bánh mì của mình nó cái trọng lượng, cái số lượng của nó sẽ bị sai đi. Cái bánh mì mình có thể cái bột nó bị khô và cái bánh mì của mình nó khi nướng xong nó sẽ bị cứng lắm. Đi bắt đầu nhồi, đi cho vào cái tay mình một ít dầu mà đi đã cho xuống bàn, xuống cái miếng trải đó, đi nồi sơ sơ. Lúc này thì bột mình chưa có đều, nó chưa hút hết cái phần nước sữa, thì các bạn có thể thấy là cái bột nó còn khá là nhão như mình nhồi đó. Ở phần này mình nhồi nhanh lên, mình vừa nhồi rồi mình vừa xoay tròn như vậy trong vòng khoảng 5 phút. 5 phút là mình nhồi mình cũng thấy hơi mệt rồi đó, thì mình nghỉ. Mình nghỉ, mình để bột nghỉ khoảng 4 đến 5 phút rồi mình bắt đầu nhồi lần 2.
Khi mà mình nhồi khoảng 2-3 phút mà cái dầu trên bàn mình đã hết rồi mà tay mình vẫn còn dính, bởi vì bây giờ bột nó cũng còn mới và nhão lắm, thì mình có thể dùng một xíu cái phần bột áo mình để sẵn, chỉ là một xíu thôi, mình không cần nhiều, chỉ là để cho nó bớt dính tay thôi. Rồi mình cứ nhồi như vậy, bây giờ là được 5 phút, tay mình còn dính nhiều lắm, các bạn thấy dính khá là nhiều luôn đó, bởi vì nó chưa có nở, nó chưa có đều. Mình cho nó nghỉ ở đây đi, cho nó nghỉ 5 phút nha. Rồi mình bắt đầu sẽ nhồi cái lần thứ hai. Rồi sau 5 phút cho bột nghỉ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhồi bột lần thứ nhì. Đi cũng cho một ít dầu xuống bàn, cỡ là hơn một muỗng canh một chút xíu. Mình bắt đầu nhồi bột, bột mình sau 5 phút thì nó cũng nở ra được một chút nè các bạn. Nó tương đối không còn dính tay như lúc nãy nữa. Mặc dù là nó vẫn còn nhão á, nhưng mà nó cũng đỡ dính tay rồi. Mình có thể dùng cái cùi, cái tay mình á, tay mình nắm lại rồi những cái cùi những ngón tay của mình á. Đi không biết có thể nói như vậy có đúng hay không. Mình rồi mình nhận nó xuống thì mình đỡ phải mỏi tay hơn. Rồi mình cũng có thể xoay vòng, xoay tròn như vậy nè, cho cái bột mình nó đều á. Rồi mình có thể, nếu mà còn dính nữa đó, thì mình có thể cho một muỗng canh bột áo rồi nhồi tiếp như vậy. Rồi bây giờ mình cho nó nghỉ khoảng 5 phút nữa nha. Rồi bắt đầu mình nhồi lần thứ ba. Lần thứ ba này thì mình sẽ cần đến 10 phút nha, là cái lần cuối cùng đó. Thì tổng cộng đó là mình nhồi hơn là 20 phút, hai lần 5 phút và lần cuối cùng là 10 phút. Bột bây giờ tương đối nó nở cũng hơi nhiều rồi đó các bạn, nhưng mà vẫn chưa đạt nha. Mình vẫn cho một ít dầu vào tay như cái lần trước và tiếp tục nhồi. Lần này thì Ni sẽ cho cái bột vào tô để nhồi cho nó dễ, bởi vì lần thứ ba này đó mình cần phải có cái nhồi chung với cái bơ đó, mà mình bỏ bơ nữa là bột mình nhão lắm luôn, mà cho với cái miếng trải bàn này đó mình nhồi thì nó khó lắm, bởi vì nó sẽ bị chảy ra rất là nhiều. Cho nên đi quyết định cho cái phần bột này vào cái tô. Trước khi mình cho bột vào thì các bạn thấy đi cho một ít dầu xuống rồi đó, đi kiểm tra bột nè. Mình ủ hay là mình nhồi 10 phút, rồi mình cũng ủ 10 phút, rồi mình kiểm tra mới có 10 phút thôi, mình thấy cái bột mình kéo được một cái màng mỏng như vậy đó, là nó được khoảng 50-60% rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho hết 40g bơ lạc vào, nó đã mềm rồi ha. Bắt đầu mình nhồi, các bạn chịu khó nhồi cái lúc này nha. Mình nhồi cái thời gian gấp đôi hai lần trước, tức là 10 phút. Cho cái lần này nó rất là ướt luôn, nhưng mà mình nhồi một chút á, khoảng thời gian 5 hoặc là 7 phút thì lúc đó cái bột mình nó rất là dai và nó không còn nhão nữa. Mình nhớ chịu khó nè các bạn. Bây giờ là khoảng 8 phút, bột mình nó gần được rồi đó. Nhưng mà mình nhồi thêm khoảng 2 phút nữa nha. Rồi mình sẽ để ủ cho nó khoảng 40 phút. Rồi mình mới tạo hình cho bánh nha. Rồi bột mình đã được rồi đây, gần được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mà tạo hình cái viên tròn để mình mang đi ủ nó nha. Cái thời gian ủ á, thì nó khoảng là 40 đến 45 phút, tùy theo cái nhiệt độ nơi bạn ở nó có ấm hay không. Ở chỗ đi ở bây giờ thì nó cũng tương đối còn hơi ấm, nhưng mà cũng không đến nỗi là nóng lắm. Cho nên đi quyết định sẽ cho vào lò nướng đi ủ khoảng 40 đến 45 phút ha. Đi mang viên bột lên hai bàn tay rồi đi gặp lại như vậy nè khoảng 5-6 lần, rồi đi cho lại cái tô bột, rồi đi sẽ cho một ít dầu lên trên mặt này, rồi đậy một miếng giấy lại mình đi ủ nha. Các bạn nhớ để ý coi chừng cái bột ủ của mình á, ủ làm sao mà cái bột mình nó nở cỡ gấp rưỡi hoặc gấp đôi là được. Mình đừng nên để ủ quá lâu và nó nở quá nhiều á. Nó nở nhiều quá là cái bột mình nó bị mất nước á,
nó nở cái bánh như vậy. Khi mình nướng xong á, cái bánh mình nó bị khô lắm mà lại dễ bị xẹp nữa, cái tạo hình mình nó sẽ không đẹp vì cái bánh xẹp cũng không đều. Thời gian mình ủ thì mình tranh thủ chuẩn bị cái phần nhân, cái phần topping. Đây là cái phần cheese, mình còn gọi là phô mai đó. Còn đây là mứt, ở nhà đi tự làm, mình có mứt gì thì mình cũng có thể sử dụng mứt đó, cái nào cũng được. Cái đó là trái mâm xôi đen, còn cái này là mứt trái dâu. Những trái cây này mình ăn không hết, mình sơn lại để dành. Mè một muỗng canh, mè đen, mè trắng và một lòng đỏ trứng gà. Đi cho vào đây một thìa nhỏ cà phê, muỗng cà phê sữa tươi đó. Rồi mình đánh tan ra để mà dành một hồi mà khi mình làm bánh xong á, mình quét lên cái mặt bánh mì cho nó đẹp. Các bạn sử dụng bất kỳ cái bước nào cũng được. Và mình không thích á, thì mình cũng không cần để mè. Ở nhà Ni có hai em nhỏ, em lớn thì lại thích ăn mè, em nhỏ lại không, cho nên Ni sẽ làm một ít có mè và một ít không có mè. Sau khi 45 phút đi ủ thì cái bột mình nó nở lên gấp đôi như vậy nè. Mình nhồi sơ lại cho nó ra hết cái phần bọt khí ở phía trong cái bột á. Rồi mình sẽ bắt đầu chia bột ra để tạo hình. Cái phần bột Ni làm á, thì Ni sẽ làm ra được là 12 cái bánh to. Bây giờ mình nhồi sơ là một xíu, rồi Ni sẽ chia ra thành 12 cái viên bột. Rồi mỗi cái viên bột như vậy á, Ni sẽ chia ra làm 5 viên bột nhỏ nữa, tức là làm cho cái bánh hình hoa mai mình được 5 cánh. Nhìn nhồi sơ lại nha các bạn. Rồi bây giờ Ni để qua một bên cái phần bột mình chưa dùng tới. Rồi Ni sẽ dùng cái miếng poly để đậy lại để tránh cho bột khô. Mình nhớ là cái bánh mình làm rồi hay là bột mình chưa làm, mình cũng cần phải đậy lại để tránh cái bột mình khô. Chị em mình nên cố gắng làm nhanh tay một xíu nha, bởi vì cái bánh này cũng làm hơi lâu á. Vì mỗi cái bông hoa mình có tới 5 cái cánh, nếu mình làm lâu quá thì cái bánh đầu tiên của mình nó sẽ bị nở ra nhiều lắm. Và cái nhiều nó sẽ to hơn những cái kia và nó sẽ bị khô hơn những cái còn lại. Đi tranh thủ vò cho nó sơ lại cái những viên bột mình chưa sử dụng tới như vậy nè. Rồi Ni đẩy giấy lên cho nó tránh khô nha. Cái viên bột mình đang làm á, thì mình sẽ chia ra làm 5 viên bột nhỏ, tức là 5 cánh hoa mai ha. Kéo ra rồi mình chia ra, nếu mà mình dùng cân cũng được. Nhưng mà ở đây mình làm nhiều á, mình sử dụng mỗi cái cân như vậy thì rất là mất thời gian, bột mình nó sẽ mau nở lắm. Mình làm ở nhà, mình canh miệng cho đều như vậy cũng được rồi. Mình gấp lại nhiều lần cho cái bột mình cái tạo hình bên ngoài nó được bóng á. Cái mặt ngoài nó bóng như vậy nè. Sau khi mình vừa ý rồi thì mình ấn dẹp nó xuống. Rồi cho vào đây là phô mai. Mình cũng có thể cho vào là hot dog nè, hoặc là nhân thịt xào cũng được, làm nhân mặn cũng được. Hoặc là bạn cũng có thể cho nhân đậu xanh, đậu đỏ. Cỡ như vậy nè, mình vo tròn lại là được rồi. Rồi mình để cái mặt đẹp lên trên. Cái mặt mà mình cuốn, mình túm lại thì mình để xuống dưới. Rồi Ni cũng làm tương tự với những cái còn lại như vậy, gặp lại nhiều lần để làm cho cái mặt bột phía dưới nó được bóng, được đẹp. Rồi mình ấn nhẹp ra, mình cho cái nhân vào. Cái nhân này mình cho bất kỳ cái nhân nào mình thích cũng đều được. Như vậy nè. Rồi xong. Ni đang cố gắng làm nhanh, thật là nhanh, để cho những cái bánh này nó nở đều với nhau đó. Nhưng mà mình làm nhanh cách nào thì cái bánh đầu tiên này nó cũng sẽ nở to hơn những cái còn lại. Khi mình đạt được 5 viên bột rồi thì mình tạo hình cái nhân bánh. Dùng một ngón tay kéo cái phần bột phía trong của mỗi viên bột đè lại với nhau, tạo hình cái lõm như vậy nè. Mình ấn dẹp nó xuống.
để một hồi mình có chỗ để mình làm, mình cho nhân vào á. Rồi mỗi cái bánh mình làm xong, mình cũng sẽ đậy cái giấy poly lên để tránh bị khô. Mỗi cái tray như vậy á thì Ni làm được 6 cái. Bởi vì cái bánh lớn làm được 6 cái, các bạn cũng có thể làm nhiều hơn. Chia cái viên bột nhỏ hơn một xíu, mình có thể làm ra 14, 16 cái bánh cũng được luôn. Ni cho một lớp phô mai lên rồi mới cho mứt. Cái bánh bìa này là cái bánh đầu tiên nè các bạn. Nó to quá chừng luôn, tại vì nó nở trước. Ni cho cái lớp mứt sau khi Ni đã cho cái lớp phô mai ha. Bởi vì cho phô mai trước như vậy á, thì một hồi mình nướng cái phô mai nó chảy ra, rồi nó sẽ giữ cái lớp mứt phía trên lại, nó không cho cái lớp mứt bị chảy lem ra ngoài. Rồi mình cho mè vào rải lên trên, rồi mình mới quét một lớp trứng gà để cho cái lớp trứng gà nó giữ những cái viên, những cái hạt mè này lại không có rớt xuống đó. Hoặc là mình cũng có thể quét lớp trứng gà trước rồi rải mè lên cũng được luôn, cách nào cũng được. Cái tray này thì Ni sẽ để mè, và cái tray thứ nhì thì sẽ không có mè, bởi vì cái tray thứ nhì sẽ dành cho em nhỏ. Ni sẽ nướng bánh với nhiệt độ là 175 độ C hay là 350 độ F trong vòng 20 phút nha các bạn. Đó, bánh mình đẹp chưa nè. Sau 20 phút thì Ni quét một lớp bơ lên trên. Cái đèn bếp của Ni nó nhỏ lắm, nó không có đủ ánh sáng, nhìn không có đẹp lắm. Để Ni mang qua bàn ăn, nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều luôn. Đây các bạn thấy chưa, đẹp quá chừng luôn nè. Bên đây thì đèn nó nhiều hơn một xíu, nó sáng hơn cái đèn bếp, nhìn đẹp quá chừng luôn. Bây giờ thì nhìn hấp dẫn chưa nè, các em nhỏ mê lắm luôn á. Buổi sáng mà cho các em dùng bánh này với một ly sữa, hoặc là người lớn mình dùng với một ly cà phê thì còn gì bằng nữa, phải không nè. Bánh ngon lại rất dễ làm. Đi chúc cho chị em các bạn thành công với món bánh mì phô mai này nhé. Mình cũng có thể đổi những cái nhân khác theo ý thích của con em mình hoặc là gia đình mình. Bây giờ thì Ni xin mời các bạn cùng Ni thưởng thức cái món bánh phô mai nóng hổi thơm lừng này nhé. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta gửi lời chào tạm biệt ở đây. Ni xin hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới nhé. Xin các bạn tiếp tục ủng hộ Ni. Ni thấy mỗi lần coi cái người số lượng người đăng ký tăng lên, Ni rất là vui luôn. Cảm ơn sự ủng hộ các bạn thật nhiều. Nhớ tiếp tục ủng hộ Ni như thế nhé, để Ni có thêm tinh thần và niềm vui để làm ra thêm nhiều video mới nữa. Cảm ơn các bạn thật nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những lần video tiếp theo. Bye bye.